Bảo Khánh xin chào tất cả mọi người. Như mọi người đã biết, ngày nay khi chọn bát ăn cơm, người ta không chỉ dựa trên tiêu chí là để đựng cơm mà còn phải đẹp và sang trọng nữa. Hôm nay Bảo Khánh hân hạnh giới thiệu tới mọi người sản phẩm bát vẽ hoa sen vàng của nhà em, với họa tiết là hoa sen vàng được nghệ nhân vẽ bằng tay rất là tỉ mỉ và tinh xảo ạ. Với sản phẩm này thì nhà mình có thể là mang đi biếu này, đi tặng hoặc là sử dụng trong ngôi nhà của mình cũng rất là hợp lý. Và ở cuối bát thì có logo Bát Tràng Việt Nam mọi người nhé. Sản phẩm này của nhà em thì là hiện tại đang là mặt hàng mà bán được nhiều nhất trong các loại bát. Ai mà ưng thì hãy để lại cho bên em xin số điện thoại hoặc nhắn tin ngay cho bên em để được tư vấn và hỗ trợ hơn kỹ hơn ạ. Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay nhà em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm bát Trúc Lâm Thất Hiền Bọc Đồng. Bộ sản phẩm này chúng ta có thể dùng để trưng bày ở trong phòng thờ hoặc cũng có thể sử dụng để ăn, uống, đều toát lên vẻ trang trọng và tôn nghiêm. Vậy nếu các anh có quan tâm tới sản phẩm bên em thì hãy để lại số điện thoại hoặc nhắn tin cho bên em để có thể nhận được sản phẩm, thông tin từ sản phẩm một cách nhanh chóng nhất.